Chào tất cả các bạn. Nhiều khi các bạn lên mạng search từ khóa vách CNC đẹp, ra một số các loại vách rất là nhiều vách đẹp. Vậy mình làm thế nào để có được cái file 3D từ các cái ảnh search trên mạng đó để đưa vào công trình thiết kế của mình? Cũng có nhiều khi đi ngang qua cái công trình hay là một cái nhà nào đó mà mình thấy có các cái vách CNC đẹp, nhanh tay giơ máy ảnh lên chụp phát về làm tư liệu. Sau đó anh em lên trên mạng tìm file 3D nhưng mà tìm mãi chả thấy. Lên các diễn đàn xin 500 anh em xem ai có không thì cho, nhưng mà cũng chả ai có. Thế vậy làm thế nào để mình có được cái file 3D đó? Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tuyệt chiêu, có 102. Có cái tuyệt chiêu này thì anh em tha hồ kiếm các ảnh đẹp nhất trên mạng về mà tha hồ biến nó thành những file 3D mà của mình. Các bạn nhớ nhé, đây là một tuyệt chiêu bí kíp võ công mình mới nghĩ ra. Anh em thấy hay thì sub và like share kênh cho mình nha. Đấy, đây là những cái hình ảnh mà tham khảo trên mạng thì các bạn lấy. Với những cái hình ảnh 2D thì dễ, những cái hình ảnh mà mình đang chụp từ những cái công trình như thế này, đấy, nó dạng 3 chiều ấy, mà là có các khung cảnh xung quanh. Nhưng bây giờ mình muốn biến cái này thành file 3D của mình thì mình sẽ phải làm như thế nào? Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý cái này để thành file 3D. Đây là một trong những cái mà các bạn sẽ làm cái món kiến thức bổ ích để sau này các bạn đấy dựa vào đây để các bạn có thể làm tất cả những cái hình mà mình mong muốn nha. Đây, sau đây mình sẽ làm cái file này. Thì với cái hình mà nó dạng hình mặt đứng phẳng này thì rất là dễ, các bạn chỉ trong vòng nốt nhạc là xong thôi. Đấy. Bây giờ trước tiên các bạn vào cái trang web như thế này. Đây là một trong những trang web mà chuyển thể ảnh thành NetCAD nhé. Đây là một trang mà mình để đánh giá là nó là tốt nhất đấy. Đấy thì bây giờ bạn chỉ việc đưa cái ảnh mà dạng mặt đứng kia vào một cái rồi chọn, nó có các cái xuất ra các đuôi, mình chọn xuống xuất răng két dưới cùng rồi chọn Dev, ấn chuyển đổi. Đợi một chút rồi ok, bây giờ tải về. Bạn đã có file 2D rồi đấy. Với những cái file mà nó dạng mặt đứng ấy, mà nó chỉ có hai màu sắc ấy, thì quá đơn giản luôn. Trước đây cũng thấy ở trên mạng có một số bạn cũng đưa lên hỏi cách chuyển file ấy, thì đây là một trong những cách mà đơn giản nhất. Thì các bạn làm như vậy. Đấy, đây là file 2D đúng không ạ? Đấy thì bạn làm thế này, bạn vừa có cả file CAD để triển khai đi cắt CNC luôn, vừa ích chút lên, bây giờ chỉ việc ném sang 3D Max mà ích chút nó lên, thế là mình sẽ có một cái vách CNC, hiểu không ạ? Cái này thì quá dễ rồi. Nào, bây giờ chúng ta quay block import. Đưa về cái chế độ điểm, bởi vì cái này nó có rất nhiều điểm, các bạn phải phải weld để cho nó tất cả những cái điểm mà nó gần gần sát nhau nó sẽ trùng với nhau để mình kết nối nó lại. Rồi bây giờ các bạn đi chút lên đi.
đợi chút, vì nó nhiều đối tượng cho nên là mình lại làm cả hai vách cùng lúc cho nên là nó hơi lâu tí. Một vòng tròn vừa quay. Ok, xong rồi. Nào bây giờ chuyển sang chế độ clay mình xem. Đó, đẹp không? Ok. Đấy thì với loại này thì đúng là chỉ trong nốt nhạc rất đơn giản. Đúng không ạ? Tăng lên độ dày cho nó lên 5 rồi. 5 phân, 4 phân. Rồi, 4 phân xong rồi. Đấy, độ dày 4 phân là đẹp. Rồi, bây giờ từ cái cơ bản đấy, bây giờ mình sẽ vẽ loại mà bắt đầu ở cái dạng ảnh mà mình đi chụp được về, hoặc là lấy những cái ảnh dạng phối cảnh như này, thì bây giờ mình sẽ chuyển như nào. Thì phương pháp của chúng ta sẽ lại đưa từ ảnh phối cảnh về dạng mặt đứng, đúng không ạ? Và nó chỉ có hai màu. Khi đấy mình đưa về được dạng một này thì mình lại giải quyết được bài toán rất đơn giản thôi. Đấy, bây giờ mình sẽ chuyển cái phối cảnh kia như thế nào. Chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn đưa vào Photoshop đi. Dùng Photoshop. Bạn crop, ấn chữ C. Crop lấy cái phần hình mà khu khu của CNC này thôi. Bạn ấn C. Crop. Enter. Rồi bây giờ bạn dùng L. Bấm L. Bạn cắt cái hình vách CNC ra. Rồi, sau đó bạn ấn Ctrl T. Ấn phím Ctrl rồi giữ góc để mình chỉnh cho nó thành thành diện đứng, đúng không ạ? Rồi, nó đã về thành mặt đứng rồi. Bây giờ công tác của chúng ta là đi bỏ cái phần nền phía đằng sau của cái CNC kia đi. Tách riêng cái phần CNC màu trắng ở phía trên nữa để tạo ra một lớp. Bây giờ các bạn làm như sau, vào kênh Channel. Rồi. Bây giờ kênh Channel thì nó có bốn bốn kênh đúng không ạ? Bốn kênh, bây giờ các bạn bấm lần lượt thì thấy cái kênh nào mà nó tương phản nhìn rõ nhất cái vách CNC thì mình làm, mình nhân đôi cái lớp nó lên. Bạn chuột phải chọn Double Layer, bạn chọn thế cũng được, hoặc là làm cách như sau, bạn kéo cái layer đó xuống cái phần copy phía dưới đấy, không copy đấy, nó nhân ra một lớp rồi. Bây giờ bạn hiệu chỉnh cái này để nó đẩy đẩy độ tương phản lên. Chọn level Ctrl L đấy. Image Adjust Level. Rồi bây giờ bạn đẩy tương phản lên. Làm sao cho nó hiện rõ nhất, cái vách CNC càng hiện lên càng tốt. Đấy. Điều chỉnh. Rồi. Ok. Bạn ném Vimo. Lấy phần phần dock nha. À phần burn. Đấy, bạn ấn chọn nó có cái middle đấy. Đây là lấy cái phần trung gian, bạn sẽ làm tối phần trung gian xuống, rồi cái phần sau nó chính là phần trung gian. Phần vách CNC chính là phần 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 highlight, nó phần sáng. Đấy. Thế thì mình sẽ phải đánh đẩy cái phần
phần trung gian xuống. Đấy, làm tối phần trung gian xuống để cho nó thành đen. Rồi giờ ta lại tiếp tục làm Ctrl-L một lần nữa, đẩy tương phản lần nữa thật mạnh lên. Rồi. Bây giờ vách CNC thì nhìn nó đã rõ ràng rồi đấy. Vậy là xong, kết thúc xong cái chương trình chuyển từ 3D thành thành 2D rồi. Bây giờ nó về cái dạng một lúc đầu chúng ta làm rồi đấy các bạn. Bây giờ bạn ấn Ctrl vào cái layer kia. Rồi ấn chuột trái để cho nó chọn Select, chuyển sang thằng tab này. Bây giờ bạn bạn kích cho mình vào cái mặt nạ đấy. Bây giờ nó sẽ tách bỏ cái phần nền phía đằng sau đi. Đúng không? Bạn nhân thêm một lớp nữa. Rồi. Cái lớp này bây giờ bạn đổ đổ màu vào cho mình. Phần layer đã được tách ra rồi. Rồi, mình chuyển cái phần layer này lên trên. Đổ thành màu trắng. Rồi. Và đây chính là cái ảnh 2D mình đang cần. Tắt bỏ phần này đi, lấy mỗi phần trên thôi. Save. Rồi, công tác bây giờ dễ dàng rồi, chúng ta lại làm như bước 1. Bạn vào trang web rồi là cho cái ảnh 2D này vào, xuất sang sang NetCAD. Vậy là xong. Nó dễ không ạ? Đợi một chút. Rồi, tại vậy. Tiếp tục lại vào 3D Max, ít chút lên. Công tác như bước 1. Vẽ thêm cho một đường bo bên ngoài nữa. Rồi. Ngoài block nó ra. Import. Đi chút rồi này. Quay quay. Ok, xong rồi. Các bạn thấy đấy ạ. Đó, từ ảnh 3D, từ ảnh thực tế chúng ta đã chuyển được file thành file 3D, thật là huyền diệu rồi ạ. Rồi, hy vọng với cái video clip này sẽ giúp được anh em giải quyết được cái vấn đề là mình thích cái loại nào ở trên mạng hoặc là với ảnh thực tế đang có thể là cover lại được, đúng không ạ? Thôi, video của mình đến đây kết thúc. Xin chân thành chào tạm biệt các bạn. Các bạn thấy hay thì subscribe và share kênh cho mình nha. Xin chào các bạn.